Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ để giúp chúng tôi cán mốc 6.000 người đăng ký chỉ trong một thời gian ngắn. Sự ủng hộ của mọi người chính là động lực để Mê Khủng Long TV không ngừng sáng tạo và cải thiện nội dung. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng là các bạn không bị dài cổ khi phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trước khi đi vào nội dung chính của video mới thì chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu chuyện hơi nhảm nhí một chút. Ngày xưa có một anh chàng xấu yêu một cô chim sẻ. Khi tình yêu của cả hai đã chín muồi thì chàng xấu quyết định đưa cô sẻ về nhà để ra mắt, đồng thời xin phép gia đình cho cả hai tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên ngay khi vừa nghe anh xấu trình bày thì xấu bố đã lên giọng: "Không được, hai đứa không thể nào lấy nhau đâu." Chàng xấu ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy hả bố?" Xấu bố trả lời: "Bởi tụi bay là họ hàng gần." Đúng vậy, có một sự thật mà không nhiều người nghĩ tới, có lẽ vì những khác biệt quá lớn về ngoại hình giữa cá sấu và chim, cũng như cách thức phân loại phổ biến hiện tại coi bò sát với chim là hai lớp động vật khác nhau. Đó chính là hai nhóm động vật này có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau hơn, giữa chúng với bất kỳ nhóm bò sát nào khác. Và đương nhiên, chim xuất thân từ khủng long, do đó mối quan hệ giữa khủng long và cá sấu cũng là những họ hàng rất gần nhau. Chúng từng có một tổ tiên chung là các loài gốc thuộc nhóm thần lằn chúa Archosauria vào khoảng 248-247 triệu năm trước, nhưng đã tách ra thành hai nhánh mà các nhà khoa học vẫn thường gọi là nhánh cá sấu và nhánh chim. Nhánh cá sấu bao gồm cá sấu cũng như tổ tiên của chúng, trong khi đó nhánh chim gồm tổ tiên của khủng long và chim. Đương nhiên họ hàng thì cũng có nhiều kiểu, có kiểu họ hàng thường cho chúng ta tiền lì xì vào dịp Tết, nhưng cũng có kiểu họ hàng thường hay hỏi lương cho bao nhiêu, bao giờ cưới vợ cưới chồng vân vân và mây mây. Chưa kể là thỉnh thoảng còn so sánh nọ kia hoặc so nói quá mức, khiến người nghe cảm thấy không được thoải mái, mà chúng ta vẫn thường gọi là họ hàng độc hại, chỉ nghe tiếng thôi là đã không muốn đến gần rồi. Vậy thì giữa cá sấu và khủng long là kiểu họ hàng gì? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu qua một đại diện rất nổi tiếng của dòng họ cá sấu thời cổ đại, Dinosuchus. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trái đất khoảng 80 triệu năm trước. Mặt đất là nơi mà khủng long được coi như những kẻ thống trị khi chúng giữ vị thế áp đảo về số lượng. Các loài khủng long thì to lớn cũng thường giữ những vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn, cùng các giống thổ hỏa bảo lòng như Albertosaurus, Ceratophonius. Tuy nhiên như ông bà ta thường nói, đất có thổ công, sông có hà bá. Khủng long đặc biệt thích nghi với đời sống trên cạn, nhưng điều đó khiến cho chúng phải nhường lại phần lớn sân chơi sông nước cho những nhóm bò sát khác. Ở biển thì có thương long, còn ở các con sông hay cửa biển, cá sấu chính là tay chơi giữ thế chủ động với khả năng săn mồi đã được mài rũa của cả trăm triệu năm, thậm chí là vẫn được áp dụng thành công cho đến tận ngày nay. Tại Bắc Mỹ, vùng đất như chúng ta biết ngày nay, lúc đó đang bị chia thành hai dải lục địa đông tây gọi là Laramidia và Appalachia, trong khi ở giữa là một vùng biển khá rộng lớn gọi là đường biển nội địa phía tây, chứa đựng những hệ sinh thái và quần thể động vật cực kỳ phong phú từ đất liền cho đến biển. Bên cạnh những loài thương long, cá mập, khủng long thì các nhà cổ sinh vật học còn tìm thấy trong những lớp trầm tích cuối kỳ phấn trắng hóa thạch của một loài siêu cá sấu sở hữu kích thước khổng lồ hiếm thấy từ trước đến nay. Ban đầu chỉ là những chiếc răng được cho là giống răng cá sấu được phát hiện từ giữa thế kỷ 19, sau đó là những chiếc vảy xương dày gấp nhiều lần vảy xương của những loài cá sấu hiện đại vào đầu thế kỷ 20. Ban đầu thì người ta còn không tin là vảy xương của cá sấu mà cho rằng đó là vảy xương của giống khủng long thân giáp Diplocephalus. Tuy nhiên, những phát hiện ngay sau đó gồm xương sườn, đốt sống và sừng mu đã khẳng định nó không phải là khủng long mà là hóa thạch của một loài cá sấu khổng lồ thời cổ đại. Đến năm 1909 thì nhà cổ sinh vật học William Jacob Holland đã quyết định thành lập một chi về loài mới cho những hóa thạch siêu khủng này, và ông đã đặt cho nó cái tên đã đi vào lịch sử, Dinosuchus. Dinosuchus được ghép từ Dinos cũng có nghĩa là gốc của Dino trong Dinosaur, có nghĩa là khủng khiếp, và Suchus có nghĩa là cá sấu trong tiếng Hy Lạp. Cho đến ngày nay thì đã có tổng cộng 4 loài thuộc chi Dinosuchus được xác định. Loài điển hình là Dinosuchus hatchery, được xác định vào năm 1909 bởi William Jacob Holland như đã đề cập, với tên loài nhằm vinh danh nhà cổ sinh vật học đồng nghiệp thân thiết của Holland là John Bell Hatcher, cũng là người đã tìm ra hóa thạch của mẫu định danh Dinosuchus, nhưng không may lại qua đời trước khi Dinosuchus được xác định. Loài có những hóa thạch được tìm thấy sớm nhất là Dinosuchus rugosus, gồm những chiếc răng được phát hiện từ giữa thế kỷ 19. Loài thứ ba và cũng là loài sở hữu mẫu vật lớn nhất là Dinosuchus riograndensis, với chiều dài ước tính lên đến 10,6 m. Loài thứ tư và cũng là loài xác định gần đây nhất là Dinosuchus streameri. Hóa thạch của Dinosuchus hiện diện ở ít nhất 10 bang tại Mỹ, trong đó có những mẫu vật nhỏ hơn nhưng phổ biến hơn thì lại chủ yếu nằm ở phía đông, tức Appalachia, và những mẫu vật lớn hơn nằm ở phía tây, tức Laramidia của giai đoạn 70-80 triệu năm trước. Trước đây cũng có ước tính cho rằng chiều dài của Dinosuchus có thể lên đến 15 m dựa trên tỷ lệ cơ thể của loài cá sấu Cuba. Tuy nhiên, bản phục dựng này về sau đã được các nhà cổ sinh vật học xem là thiếu chính xác.
Từ năm 1999 thì dựa trên các mẫu vật hoàn chỉnh hơn, các nhà cổ sinh vật học ước tính các cá thể Dinosuchus trưởng thành có thể đạt chiều dài từ 8 đến 10 mét, nặng từ 2,5 đến 5 tấn. Dù bị cắt giảm chiều dài trên giấy tờ nhưng chừng đó cũng là đủ để biến Dinosuchus thành một trong những chi cá sấu lớn nhất mọi thời đại. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra tuổi thọ của Dinosuchus có thể lên đến 50 năm, tốc độ sinh trưởng của chúng cũng giống cá sấu hiện đại nhưng được duy trì trong thời gian lâu hơn. Không chỉ có ưu thế thể hiện qua số lượng hóa thạch dồi dào, quãng thời gian tồn tại của Dinosuchus cũng thật sự rất đáng nể, khi mẫu vật cổ nhất có niên đại 82 triệu năm còn mẫu vật trẻ nhất có niên đại 73 triệu năm vượt xa các loài khủng long tồn tại cùng thời với chúng. Hiện tại người ta vẫn chưa rõ vì sao Dinosuchus biến mất vào thời điểm 73 triệu năm trước, còn cách sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận rất xa. Tuy nhiên, quãng thời gian tồn tại đó cũng là rất dài so với bất kỳ giống loài động vật khổng lồ nào. Các nghiên cứu trên hóa thạch cùng thời đại đã cung cấp những bằng chứng rất rõ ràng rằng Dinosuchus là những kẻ săn mồi cực kỳ hiệu quả và khủng long, thậm chí cũng không thể thoát khỏi số phận trở thành miếng mồi ngon cho Dinosuchus nếu con cá sấu khổng lồ này đang đói. Bạn thử tưởng tượng mà xem, bất kỳ động vật nào cũng cần tiếp nước và khổng lồ cũng vậy, nhưng chờ đợi chúng ở dưới nước là một gã họ hàng dài đến 10 mét với hàm răng sắc nhọn lậm chậm, sử dụng chiến thuật săn mồi mai phục gần như hoàn hảo khi chỉ để lỗ mắt và lỗ mũi trên mặt nước. Sau đó, khi đã đến đủ gần, với cây đuôi và chỉ sau mạnh mẽ, sẽ là một cú phóng mình ra khỏi nước với tốc độ cực nhanh, rồi bằng một cú tập chính xác với lực cắn có thể mạnh hơn cả lực cắn của T-Rex, những chiếc răng sắc nhọn to và dày chuyên dùng để nghiền xương hay là cắt thịt sẽ găm ngay cổ con mồi trước khi chúng bị lôi xuống nước bằng sức nặng của con quái vật mang tên Dinosuchus. Cú cắn có thể khiến con mồi gãy cổ, hoặc nếu không gãy cổ thì cũng không thể vùng vẫy và hẹo từ từ vì mất máu và ngạt thở dưới nước. Các nghiên cứu còn cho rằng Dinosuchus hoàn toàn có thể thực hiện những cú xoay tử thần như các loài cá sấu hiện đại, từ đó dễ dàng xé xác con mồi trong chớp mắt. Dấu vết của những cuộc tấn công thảm khốc này vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay và những dấu rằng Dinosuchus còn hằn sâu trên đốt sống hóa thạch của những con khủng long mỏ vịt khi đó. Các nhà cổ sinh vật học thậm chí còn nói thẳng, nếu không ăn thịt khủng long thì việc gì Dinosuchus cần phải to lớn như thế? Vâng, chúng ta chỉ còn thiếu nước tìm thấy hóa thạch của một con khủng long trong bụng của Dinosuchus như đã từng phát hiện ở Úc với hóa thạch của một loài cá sấu khác là Confractosuchus serotonus. Bây giờ hãy nghĩ lại phần mở đầu của video này. Liệu bạn có vui nổi không khi có một người họ hàng sẵn sàng ăn thịt mình mỗi khi bạn tìm đến nguồn nước để giải cơn khát? Nếu tôi là khủng long thì chắc chắn tôi sẽ chẳng vui nổi khi nghĩ đến chuyện đó. Tất nhiên, khủng long không phải là thức ăn duy nhất mà Dinosuchus nhắm đến. Các phát hiện hóa thạch cho thấy, Dinosuchus rất có thể là những con cá sấu thích cư trú ở môi trường cửa sông, các vị nước lở và chúng hoàn toàn có thể sử cả sinh vật biển như rùa biển khổng lồ, thể hiện qua các dấu răng trên mai của giống rùa cổ đại Bothramis. Tôi cũng sẽ không thấy làm lạ nếu Dinosuchus sẵn sàng đối đầu với cả những con thường long dám bén mảng vào địa bàn của chúng, dù điều này cho đến nay chưa hề có bằng chứng nào để khẳng định cả. Cần biết rằng Dinosuchus, nhất là các cá thể ở phía đông có khả năng đạt đến kích thước mà không con khủng long ăn thịt nào cùng địa bàn và cùng niên đại có thể đạt đến. Thế nên, nghiên cứu vào năm 2002 của nhà cổ sinh vật học David Schwimmer đã chỉ ra rằng những con Dinosuchus có kích thước như vậy thật sự là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của nó, gần như có thể ăn được mọi loài động vật mà nó muốn. Nhưng nói cho chính xác thì những con khủng long nào đã từng là con mồi hay đối thủ của Dinosuchus, nếu không phải là T-Rex? Thực đơn của Dinosuchus có lẽ là rất đa dạng vì chúng tồn tại trong một thời gian dài và địa bàn phân bố cực kỳ rộng. Trong số đó bao gồm những con khủng long ăn thực vật như khủng long mỏ vịt, gồm Brachiosaurus, Riposaurus, Parasaurolophus, những con giác long hoặc giáp long như Argusaceratops, Pentaceratops, Chasmosaurus, Diplocephalus hay Edmontonia. Vậy con khủng long ăn thịt thì sao? Những con nào có đủ khả năng thách thức Dinosuchus trong thời đại của nó? Đó có thể là những con bạo long như Teratophonius và Albertosaurus, nhưng nếu trường hợp đó xảy ra thì có thể sẽ cần đến hai con bạo long có thể thắng được một con Dinosuchus 10 mét đang thư giãn trên cạn như bức hình dưới đây. T-Rex thì quá xa thời đại của Dinosuchus rồi và sẽ không có cơ hội để đối đầu với gã hoàng hàng cá sấu khủng khiếp có lực cắn mạnh hơn nó. Theo phân loại của các nhà khoa học hiện nay, Dinosuchus được xếp vào siêu họ Alligatoridae và do đó chúng có họ hàng gần gũi với cá sấu Mỹ ngày nay cũng như cá sấu Caiman ở Trung Mỹ. Dù vậy thì vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy Dinosuchus là tổ tiên trực tiếp của những giống cá sấu này. Dù phải hay không thì nếu Dinosuchus còn tồn tại đến ngày nay, ví da cá sấu thật chắc sẽ trở thành hàng bình dân mất. Một con tới tận 90 mét thì chẳng phải lượng da tăng gấp mấy lần hay sao? Đừng đùa với human nha! Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mấy khủng long TV xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Nếu thấy video mới hay thì đừng quên nhấn đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới của kênh các bạn nha. Đồng thời ủng hộ kênh sớm đạt 10.000 đăng ký trong năm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.